Machari. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 114. Yo cha quá xa xa tăng chi quê áp bát sằng ngã ma tăng ba đằng y ca hằng chi quý tăng say vô bát xa tổ á ma tăng ba đằng Yo cha quá xa xa tăng chi quê áp bát sằng ngã ma tăng ba đằng y ca hằng chi quý tăng vô bát xa tổ á ma tăng ba đằng Yo cha quá xa xa chi quê áp bát sằng ngã ma tăng ba đằng y ca hằng chi quý tăng say vô bát xa tổ á ma tăng ba đằng trăm năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô giáo quát xá xá tăng chi quê áp bát sằng ngã ma tăng bát đằng y hằng chi quý tăng say vô bát xá tô á ma tăng bát đằng trăm năm sống có ích gì chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành một ngày quả thật trọn lành sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô cảm dân. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sích Rạng Long. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 114. Vô chá quát xá xá tăng chi quê á bát sằng á má tăng phá đăng ê ca hằng chi quý tăng xây vô bát xá tô á má tăng phá đăng vô chá quát xá xá tăng chi quê á bát sằng á má tăng phá đăng ê ca hằng chi quý tăng xây vô bát xá tô á má tăng ba đăng vô chá quát xá tăng chi quê vô chá quát xá xá tăng chi quê á bát xá á bát sằng á má tăng ba đăng ê ca hằng chi quý tăng xì vô bát xá tô á má tăng ba đăng ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trăm năm sống có ích gì chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Bản phổ thơ của Thượng Giới Đức và Cấm Dân đã ôn bài xong. Mến mời bằng tay của Sitina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đại tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 114. Yo cha wa sa sa tăng chi we a pa sang a ma tăng pa đăng e ka hằng chi mi tăng say yo pa sa to a ma tăng pa đăng ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo cha wan sa sa tăng chi quê a phan sang a ma tăng pha đăng e ca hăng chi vi tăng si yo phan sa tu a ma tăng pha đăng yo cha wan sa sa tăng chi quê
A phan sang a ma tăng pa năng e ca hăng chi vi tăng se yo phan sa tu a ma tăng pa năng. Trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn của hòa thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, xong con kính tri ân quý sư và quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu sa thu lần thầy tì nàn. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 114. Cảm ơn là Sita Rạng Đồng cho biết nghe rõ. Yo cha vasa sa tang chi ve A pa sang amatang padang eka hang chivitang sayo patsato amatang padang yo cha vasa satang chive A pa sang amatang padang eka hang chivitang sayo patsato amatang padang Yo cha vat sa sa tang chi ve a pat sang a ma tang padang e ka hang chi vi tang say yo pat sa to a ma tang padang Yo cha vat sa sa tang chi ve a pat sang a ma tang padang e ka hang chi vi tang say yo Pasato amatang padang Yo cha vatsa satang chiwe Apasang amatang padang Ekahang chiwitang sayo Pasato amatang padang Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử Tốt hơn sống một ngày, thấy được câu bất tử. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ, vô sanh niết bàn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức, Dạ Nam Mô Phúc Thà, Dạ Con xin được xuống mít. Dạ, chắc không còn bàn tay nào, kính mời xích ra Nhật Huỳnh nhé. Dạ sa thủ kính cảm ơn Minh Bát Thanh Á. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn anh Sức Cảm Đồng. Cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ. Còn vị nào ông bài không thì xin mời bàn tay nha. Dạ, quan hỷ cho Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh không có biết vị nào ông bài và chưa ông bài. Kính mời quý vị. Dạ, trong khi chờ đợi con xin ông bài Cao Pháp Quốc Kinh số 114. Dạ, cảm ơn Minh Bác Hành Á cho bài học. Vô chát quá sa sa tăng chi về a ba sằng a ma tăng ba đăng e ca hằng chi vi tăng say giờ bế sa tờ a ma tăng ba đăng giờ cha quá sa sa tăng chi về a ba sằng a ma tăng ba đăng e ca hằng chi vi tăng say giờ ba sa tờ a ma tăng ba đăng ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Vô chả qua xa xa tặng chi quê a ba sang a mà tặng ba đăng
cả hăng chi vì tặng say dơ bà tơ a mà tặng ba đăng dầu chả qua xa xa tặng chi quê a ba sang a mà tặng ba đăng đại cả hăng chi vì tặng say dơ bà sa tơ a mà tặng ba đăng. Trăm năm không có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Và đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, nhập tình kính cảm ơn đạo tràng và xa thủ bàn tay của cô. Và kính mời cô ạ. Dạ nam mô Phật Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Khai, dạ dạ. Cảm ơn cô tự viên, cảm ơn cô Nhật Đông, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết là nghe cho. Nhà văn Tham Ma cho đi kinh đánh đấy, thân toàn mình hạt kinh đánh đấy này. Đức tình mong là kinh đấy của tự viên cùng toàn thể quý vị. Thấy còn giờ mà chắc thấy hết người rồi. Dạ cảm ơn chú và ta ná. Nhà bước bài, nhà con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 114 ạ. Vô cha qua xa xa tăng chí quê a ba sa ma ma tăng ba đăng e ca hăng chê quê tăng sanh dô ba sa tô a ma tăng ba đăng vô cha qua sa sa tăng chi quê a ba sa ma ma tăng ba đăng e ca hăng trê quê tăng sanh vô ba sa tô a ma tăng ba đăng vô cha qua sa sa tăng chi quê a ba a ba sa ma ma tam ba đăng e ca hăng chê quỳ tăng say vô ba sa tô a ma tam ba đăng. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Đó là thổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ sanh niết bàn. Đó là thổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà con đã trả bài xong rồi. Chắc giờ này là mời cô Nhật Quỳnh đỡ mất dần đi ha. Tại giờ thấy còn có 2 phút nữa là hết giờ rồi. Sa thứ kính cảm ơn cô tu nữ Tham Ma Chá Thí. Nam mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Sức Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thứ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ thần đại đức tự đức đã từ bi hoan chư Phật ôn bài Pháp Phước Kinh số 114. Nhật Quỳnh kính lễ kính cảm ơn cô tu nữ Tây Duyên, cô tu nữ Tham Ma Chá Thí, Quỳnh Quá Tha Ná, Xích Thị Na, Xích Cảm Vân, Xích Rạc Đồng. Dạ, không biết còn sót vị nào không? Dạ, nếu còn sót thì kính mong quý vị hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ, đã hoan hỷ lên ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 114. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới cao pháp cú kinh số 115. Trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư. Cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Buddha sa. Phạm Thiên Vận ngầm ngồi khấn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, cơ năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Giá. Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 115. Được Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính tri ân sư, dạ con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bức Thầy á, con kính lễ Chư Tăng Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Thầy Đức cùng quý vị có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh, Hồ Rạng Đông. Dạ cảm ơn bác Châu Phan. Ngày hôm nay ngày 15 tháng 10 chúng ta tiếp tục học về kinh Pháp Cú. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 115 là câu Pháp Cú cuối cùng trong phẩm Ngàn Sahasrara. Và ngày hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục qua phẩm khác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sangkhang namami. Và kính Bạch Chư Tăng, kính thưa toàn thể quý vị, thì hôm nay ngày thứ sáu, như thông lệ hàng tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục học về bộ Pháp Cú Kinh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về kinh Pháp Cú phẩm Ngàn Sahasrara đến câu 115 là câu cuối cùng của phẩm Ngàn. Quý vị cho Tịnh Đạt hỏi hôm nay, hình như là Tịnh Đạt thấy có cái nhiều nick ở trong dàn chúng ta, có nhiều cái nick có màu là như thế nào. Dạ hôm nay Tịnh Đạt nhận thấy rằng diễn đàn của chúng ta rất có nhiều cái nickname, có rất là nhiều nick được sơn màu. Không biết hôm nay có cái ngày gì đặc biệt hay không, rồi có những cái biểu tượng hình sao, quy chương nữa. Dạ quý vị cũng không biết tại sao hả? Dạ. Thì tại vì thấy cũng rất là đẹp. Trong cái diễn đàn chúng ta có nhiều cái nick, nói chung là nó có được ship vào những cái nick được online nhiều hay là như thế nào hay không thì cũng không có rõ. Dạ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay. Hy vọng rằng nhiều màu thì có nhiều cái sự an lành hơn.
quý vị nghe được âm thanh rõ là không có bị đứt khoảng đó là một cái điều rất là may mắn. Nhà Định Đạt cũng rất là mong mỏi là cái âm thanh nó không có bị trục trặc giống như mấy lần trước. Được chư Thiên hỗ trợ. À dạ. Dạ, thì thấy lạ thì Tình Đàn hỏi thử xem có cái duyên sự gì hôm nay hay không. Thì chúng ta quay lại cho cái buổi học ngày hôm nay, một câu pháp cú 115. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái buộc bài học. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn số 115. Câu pháp cú số 115 có nội dung như sau. Hayo cha wasa satang jiwe abasang thamma mutamang ekahang jiwitang sayo basato thamma mutamang yo cha wasa satang jiwe abasang thamma mutamang ekahang jiwitang sayo basato thamma mutamang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng không bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng không bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bản dịch ngữ dịch Việt văn xuôi của Ngài Indachana Chánh Thân. Và người nào có thế sống 100 năm không nhìn thấy giáo pháp tối thượng, mạng sống một ngày của người đang giáo pháp tối thượng, đang nhìn thấy giáo pháp tối thượng là tốt hơn. Ở đây thiếu chữ Pasato. Đang nhìn thấy pháp tối thượng là tốt hơn. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Chúng ta sơ lược về ngữ vựng vận gì. Đa phần trong cái phẩm ngàn xa quốc cá này, xa xa quốc cá này thì đa phần là những cái từ vựng xuất hiện liên tục, rất là quen thuộc. Xuất hiện những cái câu pháp cú trước chúng ta đã học rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng nhắc lại một số cái từ vựng ở trong câu kinh pháp cú số 115 này. Câu thứ nhất, yo cha wasa satang jiwe. Yo cha wasa satang jiwe. Yo là ai, là người nào. Cha có nghĩa là và. Wasa satang. Wasa satang, chúng ta học tách chữ khi mà chúng ta thấy từ ghép là wasa là năm, satang là số 100. Wasa satang 100 năm. Wasa đây thì nhắc lại cũng được dùng ở trong tình huống đặc biệt, cái hoàn cảnh đặc biệt đó là 3 tháng an cư mùa hạ thì cũng từ dùng cái từ wasa. Imasamin vihare imasan wasan ubemi. Tiểu wasan nè cũng là cái mùa hạ. Thì còn không tới một tuần nữa thì kết thúc 3 tháng hạ rồi. Quý vị thấy có nhanh không? Để mà Tịnh Đạt nói nhấn mạnh này, khi mà chúng ta đọc cái từ wasa satang này, chúng ta nhớ có những cái liên tưởng và chúng ta thuộc luôn cái từ Pali, thì cái đó là một cách học dùng cái cách liên tưởng. Câu chi vê là người có cái đời sống. Người có đời. Abbasan thamma mutamang.
apasang apasang thammamutta. Cái từ apasang apasang thammamuttamang apasang là không thấy, cái từ á, cái từ ná cộng với lại căn dis là thấy đó, nhưng mà được chia ở cái hiện tại phân từ thì chúng ta có cái nghĩa đó là chúng ta có cái từ hình thành là passa apassa, tức là không có nhìn thấy, không có nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Thammamuttamang là một cái từ hình thành bởi cái luật sanh thí ghép chung lại. Chúng ta có hai từ là thammamuttamang. Thammang là pháp hay là giáo pháp. Uttamang là cao thượng, là tối thượng. Pháp cao thượng, pháp tối thượng. Pháp cao thượng, pháp tối thượng. Quý vị còn nghe được không? Dạ, tại vì Tình Đạt không thấy cô Như Quỳnh tiếp tục. Thammamuttamang là pháp tối thượng, pháp cao thượng. Câu thứ ba, Ekahang chivitang seyo. Ekahang là một ngày, Eka là một, Aha là một ngày. Ekahang là một ngày. Chi quy tăng là người có đời sống, người có cái sự sống hay là người có cái đời sống. Xây vô là tốt hơn, xây vô là tốt hơn. Basato là một cái động từ. Chúng ta thấy rằng nó gần giống như từ apasang, nhưng mà nó không có cái tiếp đầu ngữ chỉ phủ định. Passato là đang nhìn thấy, đang thấy. Đang nhìn thấy. Thammamuttamang thì chúng ta có cái từ phía trên chúng ta có cái nghĩa rồi đó. Thammamuttamang, pháp tối thượng, pháp cao thượng. Thì chúng ta học đến câu kệ ngôn cuối cùng của Phẩm Ngàn thì những cái từ vựng này chúng ta khá là quen thuộc rồi, nhưng hy vọng rằng khi đến lúc mà chúng ta ôn bài hay là chúng ta gặp lại đó thì chúng ta sẽ nhanh chóng để mà nhìn thấy cái ngữ nghĩa của các cái từ vựng này ở trong Kinh Pháp Cú hoặc là ở một cái bài kinh nào khác, thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn cái nghĩa của cái bài dịch hay là cái bài mà chúng ta đang xem. Thì đó là cái ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 115. Một lần nữa, câu kệ ngôn Pháp Cú số 115. Yo cha wasa satang jiwe abasang thamma mutamang ekahang jiwitang sayo pasato thamma mutamang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, không bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức: trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành,
sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, thì câu kệ ngôn pháp cú số 115 mà chúng ta đang học ngày hôm nay đó là một cái câu pháp cú liên quan đến một cái duyên sự đối với một người mẹ, mà chúng ta có thể nhớ ngắn gọn trong cái duyên sự này liên quan đến một cuộc đời của một người mẹ, hay là gọi là một bà mẹ. Tại vì người mẹ này có một cái trải nghiệm cuộc sống khi lập gia đình, khi có con cái, và khi con cái đã trưởng thành lập gia đình thì bà mới nếm trải cái sự thật của cuộc đời. Thì chúng ta sẽ được tìm hiểu ngay sau đây. Trước tiên thì chúng ta nói thêm về cái phần từ ngữ ở trong câu kinh pháp cú này. Thì thưa quý vị rằng ở trong kinh câu pháp cú này thì chúng ta thấy rằng cũng là một cái hình ảnh mà Đức Phật ngày so sánh giữa cái cuộc sống lâu dài cả 100 năm với lại một cái khoảnh khắc ekahang là một ngày nha. Và cái so sánh kế tiếp đó là apassang thamamuttamang là không nhìn thấy pháp tối thượng, và cái vế kia đó là basato thamamuttamang nhìn thấy pháp tối thượng. Thì đối với hai cái vế so sánh này về cái thời gian để so sánh thì chúng ta thấy rằng đó là một cái tương đối, một cái ước lượng về cái khoảng thời gian lâu dài cho cái cuộc sống, cái thời gian rất là ngắn ngủi cho một cái cuộc sống, để nói lên là cái sự quý báu của cái việc đó là dù là một khoảnh khắc mà chúng ta đạt được, thành tựu được, nó quý báu hơn là cái thời gian lâu dài sống cả trăm năm mà không có thành tựu được cái điều này. Cái điều này là cái điều gì thưa quý vị? Là cái điều thấy được pháp tối thượng. Cái từ Pasatang ở đây á, thì chúng ta trong cái từ ngữ Pali hay là từ ngữ tiếng Việt chúng ta nói là nhìn thấy, thì để diễn tả đó là nhìn thấy trên phương diện từ ngữ đó là bằng nhãn căn, bằng cái con mắt của mình, tức là nhìn thấy bằng cái con mắt theo nghĩa đen. Tuy nhiên ở trường hợp này chúng ta là tham măng là pháp tối thượng thì không thể là nhìn thấy bằng con mắt được, cho nên chúng ta phải được hiểu ở đây là nhìn thấy là cái khả năng trí tuệ, bằng trí tuệ, chứ không phải là bằng con mắt mà mình đi nhìn thấy, mình đi tìm tòi, mình đi soi ở trong kinh điển hay là ở trong cái bức phù điêu khắc chữ. Chúng ta không có thể nhìn thấy, ngay cả khi nhìn thấy chư tăng, nhìn thấy Đức Phật cũng không phải là cái từ được ám chỉ là nhìn thấy pháp tối thượng. Mà chúng ta nên hiểu rằng nhìn thấy ở đây là nhìn thấy bằng cái pháp tu tập, bằng cái trí tuệ tu tập. Cái này thì trên phương diện ngôn ngữ thôi, giống như là đôi khi trong cái tiếng Việt của chúng ta có nhiều cái mâu thuẫn khi mà chúng ta sử dụng. Quý vị nào mà thường bận rộn trong cái việc, trong lúc mà đang nấu bếp đó, chúng ta đang nấu một cái món kho hay là một cái món xào hay là một món chiên mà chúng ta có cái việc gì bận, chúng ta nghe điện thoại hay là chúng ta ra mở cửa rào, thì cái món kho là cái món chiên đó nó quá cái sức nóng, thì chúng ta dùng cái gì chúng ta dùng cái từ gì diễn tả con nghe cái mùi khét không, đúng không quý vị?
chúng ta dùng là có nghe cái mùi khét không nha. Chứ chúng ta không có nói là có ngửi thấy cái mùi khét không. Hoặc là chúng ta đi, chúng ta đi ngoài đường mà chúng ta bất chợt mà chúng ta ngửi thấy cái mùi cái chất ni lông, chất nhựa nó cháy đó, chúng ta có nghe cái mùi hôi không? Thì đó là cái trên phương diện ngôn ngữ. Nhưng mà đương nhiên thì cái mùi thì phải dùng là ngửi nó mới đúng chính xác. Thì trong trường hợp này thì chúng ta cũng nên được hiểu là cái nhìn thấy passato hay là apassato là phải được hiểu trên phương diện đó là bằng cái trí tuệ tu tập, chứ không phải là bằng một cái con mắt bằng da bằng thịt. Dạ. Điều nữa đó là thamma uttamam, thamma uttamam, pháp tối thượng được được diễn giải ở trong chú giải đó là tám cái pháp siêu thế và niết bàn, tức là bốn đạo bốn quả và niết bàn đó, thưa quý vị. Bốn đạo bốn quả thì chúng ta nói sơ lược là bốn bậc thánh đạo thánh quả, hay là bốn tâm đạo tâm quả siêu thế, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, và một niết bàn. Còn nói một cách chi tiết hơn, sơ đạo, nhị đạo, sơ đạo, sơ quả đó là của bậc Tu Đà Vương, nhị đạo, nhị quả đó là bậc Tư Đà Hàm, rồi bậc sơ tam quả, tam đạo tam quả là bậc A Na Hàm, và tứ đạo tứ quả đó là bậc A La Hán, và một niết bàn là pháp vô vi, asankhata. Chữ tham măng uttamăng đó được các vị ngã cà chú giải giải thích thêm, đó là tứ đạo tứ quả và niết bàn là chính pháp. Cho nên khi mà nói về cái pháp tối thượng ở đây á, chúng ta khi mà được hiểu như vậy đó thì nó không đơn thuần đó là cái đó là tu tập một ngày hay một buổi ngồi thiền chánh niệm tỉnh giác một giờ một ngày, mà chúng ta cho đó là tối thượng nè. Đó là cái quá trình, cái con đường để chúng ta rèn luyện, để chúng ta tu tập tích lũy để mà đạt đến cái pháp tối thượng tham măng uttamăng. Sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái nhân vật ở trong cái câu chuyện duyên sự này, cái quá trình hay là cái con đường mà nhân vật này thấy được cái pháp tối thượng là như thế nào. Thưa quý vị, rằng câu chuyện duyên sự câu coi kinh Pháp Cú số 115 này liên quan đến một cái người mẹ hay là một bà mẹ. Ở trong chú giải thì đặt cho một cái tiêu đề cho cái câu duyên sự này là một cái bà mẹ nhiều con, Bahuputika, là người có nhiều con cái. Dùng cái từ con cái là vừa là có trai và có gái luôn á, thưa quý vị ha. Trong chú giải thì ghi lại là bà ta có tới 7 người con trai và 7 người con gái. Thì nói chung là cái số lượng người con trong gia đình á, 7 người con trai, 7 người con gái á, là 14 người con á, thì thực sự ra với cái thời xã hội ngày xưa cỡ là ông bà của Đạt á, thì cái thở thì nó không có quá là lạ. Nhà mà 7 người con, 9 người con, 11, 12 người con, 14, 15 người con là chuyện, nói chung là có rất là nhiều gia đình có đông con như vậy. Nhưng mà cái xã hội hiện tại đó là gia đình mà 1, 2 con mà nói đến cái số lượng mà 5 người con, 6 người con đã là một cái gia đình mà hiếm gặp rồi, rất là khó tin. Nói chi là cái gia đình 14, 15 người con, nó tùy theo cái hoàn cảnh xã hội. Và đặc biệt là cái hoàn cảnh mà xã hội nào có cái quan điểm rằng cha mẹ sinh con để mà được nhờ cậy trong cái tuổi về già đó,
thì cái hoàn cảnh xã hội đó hay là cái quan điểm gia đình đó sẽ là cái môi trường, là cái tình huống để mà có nhiều gia đình, có nhiều con. Và có nhiều người ta nói thì có nhiều con không phải là cái tình huống gia đình mong muốn, vợ chồng mong muốn, mà do là cái hoàn cảnh đẩy đưa. Dạ, cái hoàn cảnh đẩy đưa. Đa phần là những gia đình nhiều con á, là trong cái hoàn cảnh xã hội còn đang phát triển, hoặc là gia đình xã hội còn chưa phát triển, thì lúc đó có nhiều cái, nói chung là có đông con á, thì cũng được nhờ cậy làm vườn, làm ruộng. Nhưng mà nuôi nấng thì chỗ cũng chỉ là vừa cái sức đó là làm nông. Chứ bây giờ mà nuôi con ăn học, nhất là ở thành thị, thành phố, mà cái số lượng 5-10 người con đó, thì chắc chắn là sẽ là một cái gánh nặng rất là lớn. Thì quay lại cái câu chuyện đó là cái người một cái gia đình, và một cái gia đình ở ở Savatthi có tổng cộng là 14 người con, có con trai con gái. Thì khi mà nuôi nấng những đứa con này lớn lên đó, thì bất hạnh thai cái người cha lại qua đời sớm, chỉ còn người mẹ tảo tần để nuôi con không lớn. Khi mà người mẹ nuôi con đó, thì cũng mong rằng là con khôn lớn, ngoan hiền, và là những người con có hiếu. Thì bậc cha mẹ nào sanh con, nuôi con thì cũng hướng đến cái việc đó, là mong con được cái sự hạnh phúc. Và nói chung là cũng mong rằng con có hiếu, ai con có hiếu thì ai cũng mừng. Khi đến tuổi trưởng thành và lập gia đình đó, thì tất cả những người con này thì đều lập gia đình. Con trai thì cưới vợ, con gái thì lấy chồng. Và khi mà lập gia đình xong á, thì không biết đó là do tác động của các con hay là tác động của dâu rể, thì các gia đình nhỏ này đều muốn mẹ chia gia tài. Chia gia tài thì bà thật sự ra cũng không có khá giả gì, mà người trong cái xã hội thời đó mà đông con như vậy thì chỉ có nhà, ruộng, vườn, đất đai thôi, chứ không có tài sản gì nhiều. Bây giờ con cái nó lớn, nó làm ăn, cần phải có cái gia tài, cần phải có cái vốn. Thì bà cũng không, ban đầu thì bà cũng không có chịu. Bà không có chịu, nhưng mà con cái nó năn nỉ quá. Con cái nó năn nỉ quá, rồi nó hứa hẹn đủ thứ hết. Tới 14 người con thì bà đinh ninh rằng chắc chắn rằng thế nào mà không thể nào mà bị bỏ rơi được. Và bà chắc chắn rằng thì không có đứa này, không có đứa kia. Bà chia tài sản cho các người con thì không đứa này nuôi thì đứa kia nó nuôi. Mà tất cả mấy đứa mình nó nuôi hết, nó đứa một chút thì nó cũng đủ sống. Bà đinh ninh là vậy. Cho nên cuối cùng mà bà siêu lòng, bà bán nhà, bán đất, của cải, tài sản chia đều hết. Chia đều hết. Thì cái thời gian đầu vui vẻ lắm, khi mà có quà tài sản của ba mẹ để lại mà, thì con cái nó vui vẻ lắm. Mẹ con rồi cuối tuần hay về thăm ha, rồi qua quà trái cây, rồi bánh trái nè, rồi thuốc thang, rồi hỏi thăm sức khỏe rồi. Nhưng mà được cái thời gian đầu thôi. Tình Đạt nói đây là không phải trong câu chuyện này không, mà ngay trong cái thời sống hiện tại mà quý vị có thấy được nhiều cái tình cảnh nó cũng gần như vậy đó. Trước khi mà muốn cha mẹ chia tài sản thì cũng năn nỉ ỉ ôi nè, cũng quan tâm báo hiếu, so tay bóp chân đồ. Chia tài sản xong đứa được 100-200 triệu, đứa được công hay công đất, bắt đầu cũng quan tâm, cũng bánh trái, cũng mừng ngày của mẹ đồ, vu lan báo hiếu là ngon lành lắm. Nhưng mà khi mà được thời gian rồi bắt đầu lơ rồi, con trai thì con dâu nó cằn nhằn, ông lo làm chi,
ông anh hai ông lớn ông để ông lo, anh hai ông lo thì bắt đầu bà dâu hai bà nói ông lo chi nhiều, còn mấy đứa em ông nó lo lo tới cái lúc mà nó hết mặn mồi đó, của cải chia xong hết trơn rồi nó hết mặn mồi đó, bắt đầu nó đùng đẩy, thằng hai đẩy hoàng ba, thằng ba đẩy hoàng bốn, thằng bốn rồi đẩy qua chị tư, nó đẩy riết mẹ thì sống chia của thì chia của đồng nhau, mà mẹ ở nhà thì ở không có đồng điều, mẹ thì mẹ chia của đồng nhau mà mẹ ở nhà con nhiều hơn ở nhà thằng ba thằng tư, mẹ đi qua tỉnh mẹ ở cho nó lo phụng dưỡng báo hiếu, thì thằng ba thằng tư nó cũng y vậy thôi. Mà nhiều khi á quý vị, con cái á, nó có hiếu thiệt, nó lo cho cha mẹ thiệt, nhưng mà sao dâu rồi rể rồi gia đình nhỏ nó có con nhỏ rồi làm ăn mà trúng mánh, làm ăn mà phát triển á, thì nó còn dư giả, chứ mà làm ăn mà nó không có đồng ra đồng vô mà nó còn thiếu hụt trước hụt sau đó, mà còn lo cho con cái con cháu nhỏ nữa, thì nói chung là được ngày một ngày hai thôi, chứ mà lo nhiều tức là vợ chồng nó gây gỗ. Mà nằm bên dách mà nghe vợ chồng nó tối hôm mà nó rù rì, nó than vãn, mẹ già cũng có đến nỗi mà để con phải phiền lòng như vậy. Nhưng mà cuối cùng đó là cả tất cả những người con của bà đều đùng đẩy trách nhiệm, đùng đẩy trách nhiệm, bà buồn quá. Tất cả những cái hy vọng của mình thời trẻ nó đều dồn cho con cái hết, đều dồn cho con cái hết, mà tới bây giờ bắt đầu nó đùng đẩy trách nhiệm. Mẹ già thì ăn được bao nhiêu, ngủ được bao nhiêu, quan trọng là thuốc thang thôi, mà cái tinh thần kề sống kề bên con cháu cũng không được, không có vui vẻ, thì nói chung là người già lớn tuổi thì sớm đau chiều yếu, rồi tối thì ngủ không được, mà nghe con cháu vậy cũng buồn càng buồn nữa. Bây giờ tính sao giờ? Giờ tính sao giờ? Thôi bà nói kiếm chỗ nào đi ở ké ở nhờ cho rồi, chứ bây giờ mà ở vậy cũng vui vẻ gì, mình không vui mà con nó cũng vui. Thì bà trong cái câu chuyện đó, thưa quý vị đó, chứ không phải là đang kể quay lại câu chuyện nha, chứ không phải ở Việt Nam mình chắc đi ở nhà trọ, ở bà con hay là ở vô viện dưỡng lão vân vân các thứ. Thì trong câu chuyện thì bà đi tìm đến cái hội chúng Tỳ Kheo Ni để mà mình xin nương tựa ở chùa, đi vô chùa. Thì giờ cũng có nhiều trường hợp, quý vị thấy nhiều người lớn tuổi vô chùa nhiều lắm, nói chung là buồn con cháu có, rồi hoàn cảnh có, rồi xin vô chùa quét sân quét lá nhổ cỏ, làm chuyện nhẹ nhẹ đó, thì giúp đỡ chùa thì cũng như sống cũng an ủi cái tuổi già. Thì bà tín nữ này bà vô chùa ni bà nương tựa trong câu chuyện á. Thì khi mà vô chùa xin tá túc nương tựa chùa thì những cái vị Tỳ Kheo Ni thấy bà cũng thương tình, cho nên nhận bà vào chùa và cũng như là cho bà xuất gia làm cái người tu sĩ ni nha. Làm cái người tu sĩ ni. Quý vị nghe có rõ không? Còn nghe rõ không? Tình Đạt kể chuyện nãy giờ đó, có như là quý vị coi chừng hiểu lầm là đang kể chuyện ở Việt Nam đó. Mà thật sự câu chuyện này nó rất rất là bình dị luôn, mà nó rất là dễ nhìn thấy bắt gặp ở bất cứ xã hội nào. Nó chỉ khác là cái phần kết thôi. Cái phần kết ở trong câu chuyện nó rất là đẹp, nhưng phần kết đa phần ở ngoài xã hội nó không có đẹp như vậy. Bởi vì cái người mà không biết đạo hay cái người mà không có biết được cái tinh thần Phật pháp đó, thì cái suy nghĩ, cái suy nghĩ mà dẫn đường hướng đạo đó, nó bị bế tắc. Ở trong trường hợp của cái bà tín nữ Pahubutika này, bà có một cái tư tưởng rất là
chánh đạo, rất là chánh kiến, rất là chánh tư duy. Khi mà gặp khó khăn và gặp cái buồn phiền như vậy đó, bà nương tựa ở chùa. Mà nhờ nương tựa ở chùa vậy, bà có một cái điều kiện và cũng có cái cơ may để mà hiểu giáo pháp. Không đơn thuần bà chỉ là nương tựa ở chùa không đâu. Quý vị đọc kỹ trong duyên sự có một cái ý rất là hay. Mà cái ý này thật sự ra là ai ai chúng ta cũng đều phải, cũng đều nên để mà noi gương theo. Bà suy nghĩ rằng khi mà bà được nhận vào chùa xuất gia đó, bà suy nghĩ rằng bây giờ mình vào chùa có thể là một cái gánh nặng ở chùa. Tại vì mình lớn tuổi rồi. Thứ nhất là mình sẽ là một cái gánh nặng. Cái thứ hai đó là do là mình lớn tuổi rồi cho nên mình không còn nhiều cái thời gian để mà học hay là tu hành nữa. Khi mà bà xác định được như vậy, bà nói rằng, bà tự nói với bản thân mình rằng phải nỗ lực, kiên cường, kiên trì hết sức, coi như 200%. Phải là cái người siêng năng, nỗ lực, cần mẫn hơn bao giờ hết. Bởi vì mình không muốn là cái gánh nặng cho người khác, và mình cũng không muốn là cái thời gian còn lại của mình nó là vô ích. Cho nên bà có một cái tư tưởng rất là tiến bộ, rất là đáng khen ngợi. Chính vì cái tư tưởng này đó, thưa quý vị, rằng khi bà xuất gia, khi bà đã thành mãn các cái đạo pháp đó, thì được khen ngợi, được khen ngợi là cái vị tỳ kheo ni có cái hạnh là Arattha Viriyan, là cái hạnh tinh tấn, có cái hạnh tinh tấn Arattha Viriyan. Khi bà tinh tấn như vậy đó, thì ở trong cái duyên sự chú giải diễn tả lại một cái khoảnh khắc là thay đổi cuộc đời của bà. Khi mà tinh tấn đến nửa đêm, thì buổi chiều tối nửa đêm thì do là mình nói là ở chùa, nhưng mà thực sự ra là cũng không có đèn, không có ánh sáng. Thì bà tinh tấn bằng cách đó là bà đi kinh hành, bà hành thiền mà không thấy đường, nhưng mà bà vịnh cái gốc cây đó, bà đi lấy tay bà mần lò dò cái gốc cây để mà bà đi kinh hành, bà tu thiền nửa đêm. Thì khi đó thì Đức Phật ngài biết rằng cái cơ hội, cái cơ duyên của bà đã tới rồi, chín mùi rồi, cho nên ngài dùng cái thần thông của ngài đó để mà ngài tiếp độ cho bà. Đức Phật ngài xuất hiện để mà khích lệ bà, với cái hành tinh tấn này, khích lệ về cái pháp tu tập. Cho bà có thêm cái động lực, thêm cái sự tinh tấn. Và sau cái bài khích lệ đó thì bà đã chứng được cái đạo quả A-la-hán, đạo A-la-hán quả cùng với tuệ phân tích. Thì qua cái bài pháp đó, Đức Phật ngài đã đúc kết lại cái câu kệ ngôn mà chúng ta học ngày hôm nay là số 115, liên quan đến bà Tỳ Kheo Ni trong cái thời ở ngoài đời, còn ngoài đời là bà Tỳ Kheo Ni nhiều con, Bá Hú Bút Tư Ca. Thì đó là cái câu kệ ngôn mà 115 mà Đức Phật ngài đã đúc kết lại qua cái lời sát tấn khích lệ cho bà. Yo cha wa sa sa tang chi ve apa sang thamma mutamang eka hang chi vi tang sayo pasato thamma mutamang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng không bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Đó là cái duyên sự liên quan đến cái câu kệ ngôn mà chúng ta học ngày hôm nay. Thì Thịnh Đạt thấy rằng cái duyên sự này mà nếu mà chúng ta bỏ đi một số cái tình tiết ở trong cái câu chuyện về Tỳ Kheo Ni, về Đức Phật, về cái câu pháp này, thì chúng ta thấy rằng rất là gần gũi, rất là thấy, rất là dễ bắt gặp ở trong cái hoàn cảnh xã hội, nhất là ở Việt Nam mình. Gia đình đông con, rồi cha mẹ thì nuôi con hy sinh tất cả,
Nhưng mà éo le là khi mà tuổi lớn tuổi về già thì gặp nhiều cái trắc trở, nhiều khi cô đơn, hiu quạnh. Trong cái duyên sự và trong cái ý nghĩa của câu chuyện hôm này thì Tịnh Đạt đặc biệt lưu ý hai điều mà Tịnh Đạt muốn nói đến, đó là cái thứ nhất đó là cái tuổi già, cái tuổi xế chiều đó là cần phải có cái sự nhắc nhở chính bản thân mình nói với chính mình, giống như là cái tư tưởng của bà khi mà bà mới xuất gia đó, là mình không còn nhiều thời gian nữa nha. Cái thời gian trong cái kiếp này, cái thời gian mà tỉnh táo, cái thời gian mà còn sức khỏe, còn gắng gượng được, cái thời gian mà còn có thể tìm hiểu được, có thể nghe pháp được, có thể học hỏi được á, thì không còn nhiều nữa. Cho nên cần phải hết sức là tranh thủ và cố gắng để mà sử dụng cái thời gian đó vào cái mục đích là tìm những cái pháp tối thượng, tầm cầu những cái pháp tối thượng. Tại vì cái hạn chế về cái tuổi già đó, thưa quý vị, rằng thứ nhất đó là cái trí tuệ nó bắt đầu nó kém cỏi, trí nhớ bắt đầu nó sa sụt, rồi tuổi già mà, rồi đau bệnh, rồi nói chung là rất là hạn chế về cái mặt cơ thể và cái mặt tinh thần. Mà gặp trong trường hợp mà bà là nhìn là đang buồn phiền về con cháu nữa. Tịnh Đạt thì nói chung là xuất gia từ nhỏ mà bây giờ mà nói về con cháu thì nói chung là cũng không có nhiều cái gì để mà nói về cái việc đó là gia đình con cháu. Nhưng mà đối với những người Phật tử lớn tuổi hay là những cái người trong gia đình mà hay tâm sự đó, thì phải nói rằng nuôi con nuôi cháu nó cả là một cái vấn đề mà trên nhiều cái bài báo có những cái khuynh hướng nói chung là đối lập nhau. Có người thì cho rằng sanh con đẻ cái đó là một cái món đầu tư để mà về già có thể có được cái sự cung phụng, báo hiếu, nuôi dưỡng. Còn có những cái khuynh hướng hiện đại hơn bây giờ thì nó là sanh con đẻ cái là cái trách nhiệm cần phải lo. Và khi mà lo đến cái tuổi trưởng thành, học vấn, nghề nghiệp ổn định, gia đình ổn định đó, thì không còn lo nữa, mà lo cho bản thân mình có thể tìm một cái công việc nào đó thu nhập ổn định, hoặc là để dành tiền để mà an dưỡng cái tuổi già về hưu, có thể đi du lịch, có thể tìm những cái nơi thanh vắng, hay là tham gia những câu lạc bộ về sức khỏe vân vân để mà an hưởng tuổi già. Có nhiều cái khuynh hướng sống khác nhau. Mà trong cái trường hợp mà cái câu chuyện này chúng ta rút ra, có nhiều cái tình huống trong xã hội nó gần gần giống như vậy, tức là cha mẹ lo cho con cái đó, lo hết mình. Hết mình lo là hết sức khỏe và lo hết cái tài sản của mình. Chỉ hy vọng rằng con cái nó được hạnh phúc. Mà nhiều khi lo quá đến tuổi xế chiều lại không được cái sự như ý mình, nó lại là một cái đau khổ, một cái nỗi buồn rất là lớn. Còn mà cha mẹ mà lo khư khư giữ tài sản không chi có con cái á, thì cũng là một vấn đề khác. Con cái nó lớn lên, nó học tập, nó gặp khó khăn mà cha mẹ không giang tay giúp đỡ thì lại là một cái khó khác. Nói chung là chúng ta sống ở ngoài xã hội, gia đình thì tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta xử lý cho nó hợp tình hợp lý thôi. Chứ bây giờ mà có một cái chuẩn mực, không có cái khuôn khổ chuẩn mực nào, không thể nào mà cái xã hội này mà đem cái xã hội khác áp dụng được. Như Việt Nam bây giờ mà nói đến nuôi con cái đến 18 tuổi cho ra riêng tự lo, tự sinh tự diệt đó, thì cha mẹ thì không có nở. Mà bây giờ là con cái nó ỷ vào cha mẹ lo lắng từng chút, có gia đình, thậm chí là có vợ có con,
rồi đi làm thuê làm mướn, rồi sanh con đẻ cái, rồi gửi về cho ông bà ngoại, ông bà nội nuôi. Cái trường hợp đó rất là nhiều. Nói chung là tùy cái hoàn cảnh gia đình, tùy cái kinh tế, tùy cái lối sống của từng gia đình mà chúng ta có một cái cách cư xử nó phù hợp. Chúng ta chọn cái cách nào thì đó là quyền của chúng ta, và chúng ta đương nhiên là phải chấp nhận cái cuộc sống đó thôi. Nhưng mà đặc biệt đó là ở trong cái câu chuyện cũng như là trong cái đời sống tâm linh đó, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chọn cho mình một cái lối suy nghĩ khác. Giống như là Tịnh Đạt cũng có hay nói đó là khi mà mình còn trẻ đó, mình cần phải đầu tư như thế nào để khi mà mình về già đó thì mình không có bị cô đơn. Ngay cả khi bên cạnh mình không có người thân, không có con cháu, mình vẫn có được một cái niềm vui riêng, niềm vui về tinh thần, niềm vui về một cái công việc trang trí, viết lách, dịch thuật, hay là đọc sách báo, hay là niềm vui về một cái tinh thần tu thiền, niệm Phật, hay là học kinh, đọc sách, nghe kinh, nghe pháp. Thì đó là hoàn toàn là cái khả năng mà mình có thể tự tạo cho mình được, thưa quý vị. Đây là một cái điều mà Tịnh Đạt thì còn trẻ thôi, nhưng mà cũng rất là sợ khi mà mình sau này mà mình có thể mà mình lớn tuổi đó mà mình phải sống trong cô đơn á. Nè, cô đơn ở đây là mình không ai sống với mình không sống với ai. Thì lúc đó là mình có đủ bản lĩnh, đủ cái cơ hội, đủ cái khả năng để mà tự tạo niềm vui cho mình hay không? Đó là một câu hỏi rất là lớn. Mà thật sự ra chúng ta nên nghĩ về cái vấn đề đó. Nghĩ ở đây không phải là chúng ta lo xa, chúng ta sợ, mà chúng ta cố gắng để đầu tư. Cố gắng để đầu tư. Ở trong cái duyên sự câu chuyện cũng như là cái đời sống thực tại đó, thì một người mà có được cái niềm vui, nhất là cái niềm vui về tinh thần đó, niềm vui mà biết hiểu biết về cái pháp hành thiền, cái pháp tu tập, hay là niềm vui về cái việc đó là chấp nhận mọi thứ, chấp nhận nỗi vui, chấp nhận nỗi buồn, thì có rằng một cái niềm vui mà khó ai có thể làm được. Và khi mà làm được cái điều đó thì ngay cả người trẻ tuổi hay người lớn tuổi đều không có sợ bị cô đơn. Sống một mình cũng an vui, mà sống nhiều người cũng an vui. Và cái điều này rất là hay. Một cái điều nữa mà Tịnh Đạt thấy rằng đó là trong cái câu chuyện này đó, cái bà tín nữ Bahubutika này, mà đương nhiên là trong kiếp chót của một vị thánh tăng, thánh ni, một người chứng đạo chứng quả, thì có một cái phước báo rất là lớn rồi. Nhưng đặc biệt một cái điều đó là bà có được cái phước báo đó là bà có được một cái suy nghĩ đúng, một cái hướng đi đúng. Một cái suy nghĩ đúng, một cái hướng đi đúng, mà trong kinh điển, trong giáo lý chúng ta gọi là chánh kiến và chánh tư duy, thưa quý vị. Hai cái điều này nó quan trọng lắm. Chánh kiến và chánh tư duy thường ngày chúng ta không để ý, chúng ta không có thấy nó làm việc, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái môi trường đó là thiện pháp, chùa chiền, kinh điển. Chúng ta mở mắt ra là chúng ta thấy rằng nghe giảng thuyết pháp, chúng ta mở máy lên chúng ta thấy là diễn đàn nói đạo nói pháp. Chúng ta không thấy cái chánh kiến chánh tư duy nó làm việc. Nhưng khi mà chúng ta sống trong một cái tình huống, gặp một cái tình huống, chúng ta sống xa với chùa chiền, sống xa với bạn đạo, ít có cơ hội được nghe pháp nghe kinh, và chúng ta đang đối diện với một cái tình huống buồn phiền, khắc khổ, nợ nần, hay là con cái nó bất hiếu, thì lúc này cái chánh kiến chánh tư duy nó sẽ làm việc. Tại sao Tịnh Đạt nói như vậy?
Quý vị thấy rằng trong cái trường hợp bà tín nữ Bá Hú Bút Tất Ca này đó, nếu bà không có được cái chánh kiến chánh tư duy đó, thì bà không thể nào chọn cái con đường xuất gia tu tập. Có thể là buồn con buồn cháu là bỏ đi với người dân ở, bỏ đi ở với người bà con nào ở xứ khác, rồi coi khi là tuổi già yếu rồi mất luôn ở cái xứ lạ quê người luôn, hay là chọn một cái cách sống là trầm tư mặc cảm, sống một mình khó khăn khó chịu, không ai đến gần được. Đó là những cái cách sống mà thiếu cái gọi là chánh kiến với chánh tư duy. Bình thường chúng ta không thấy hai cái việc, hai cái chánh kiến chánh tư duy này làm việc, nhưng mà chúng ta cần phải đầu tư, chúng ta cần phải có những cái thời khắc chúng ta suy nghiệm về cái sự thật cuộc đời, về cái sanh lão bệnh tử, về cái tuổi trẻ, về cái tuổi già, về cái sức khỏe, về cái bệnh tật. Và chúng ta suy nghĩ càng nhiều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chánh kiến với chánh tư duy nó làm việc rất là nhiều. Và do là chúng ta khéo léo để mà làm cho cái quân tập cái chánh kiến chánh tư duy đó, thì khi mà gặp những cái điều kiện, những cái tình huống khó khăn đó, thì chúng ta sẽ có được một cái suy nghĩ tích cực, một cái suy nghĩ giàu năng lượng, chính do nhờ quân tập cái chánh kiến chánh tư duy. Chứ không phải là khi nào mà vào tu thiền hay là vào tu đạo chúng ta mới sử dụng chánh kiến chánh tư duy, nhưng mà nó giúp đỡ khi mà tình huống xấu xảy ra, cái chánh kiến chánh tư duy này sẽ hướng đạo, giống như bà trong cái câu chuyện duyên sự này đó, thì bà chọn cái con đường đi xuất bà chính nhờ cái chánh kiến chánh tư duy này nó hoạt động, làm cho bà có được cái suy nghĩ là cần phải nỗ lực tinh tấn để mà hành đạo, và kết quả nó là bà chứng được cái thánh đạo thánh quả. Nó quan trọng cực kỳ ghê gớm. Và nó quan trọng một cái điều nữa, đó là cái chính vì cái chánh kiến chánh tư duy này nó sẽ hướng đạo và nó sẽ dẫn dắt ngay cả trong cái kiếp này, những cái kiếp lai sinh, mặc dù là chúng ta sanh ở những cái nơi xa lạ với Phật Pháp, không có Phật Pháp xuất hiện, chánh kiến chánh tư duy nó sẽ làm cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta không có làm sai, không có hiểu sai, không có làm quấy. Nó hoạt động ghê gớm mạnh mẽ như vậy. Và khi mà gặp được cái lời dạy của Đức Phật này thì lập tức chúng ta rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Thì đó là những cái lời chia sẻ qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú 115. Hy vọng rằng quý vị nghe được cái âm thanh rõ từ đầu tới giờ. Và đây là cái ý nghĩa mà Tịnh Đạt muốn chia sẻ qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 115, duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Hy vọng rằng qua cái câu kệ ngôn này cũng như là qua cái duyên sự này, qua cái câu chuyện này, chúng ta có được một cái bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Và từ đó thì chúng ta sẽ có cái sự tinh tấn, nỗ lực, và có được, quan trọng hơn là cái suy nghĩ tích cực ở trong những cái tình huống tốt hoặc là cái tình huống xấu xảy ra. Đương nhiên thì trong cuộc đời lúc nào cũng đều phải gặp cái thử thách rồi, cái khó khăn là không thể tránh khỏi. Thì chúng ta phải lường trước cái điều đó, mà bây giờ chúng ta phải chuẩn bị. Thì đó là những cái điều mà Tịnh Đạt muốn chia sẻ qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 115 này. Tịnh Đạt xin được kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây. Con xin kính chúc sức khỏe Chư Tăng và toàn thể quý vị. Xin nguyện phước báo ngày hôm nay xin dâng đến Chư Thiên, các ngài hộ trì cho toàn thể Chư Tăng và quý vị được sự an lành trong Phật Pháp, và quý ngài cũng được có sự an vui, hậu trì cho Phật Pháp được bền lâu, và nhất là diễn đàn Pháp Cú Kinh phát triển một ngày mà một tốt hơn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Tình này xin được kết thúc tại đây. Kính được mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Tình này xin được xuống mic ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đầy đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đầy đức Tịnh Đạt. Dạ, con kính thỉnh Thường Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo.
Dạ, con kính dân mít đức sư. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hành chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đức sư. Dạ, Nhật Quỳnh ơi, Nhật Quỳnh có nghe tiếng Cẩm Vân không? Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đính sư. Hô bà tô sắp bà măng gà lăng rạc hành tô sắp bà đê gà tà sắp bà bù trà nà hoa quê nà sà đà sà thi gà quân trú tê. Tất cả phương hoàng có đến người, cầu xin chư tiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Dạ đề quá ta san ti quý hà ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pa văn tu bồ chi ta so thiền ca ron te sa vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sappana Bhuta Sukhita Pavantu Te Chana Bhuta Yepi Chanda Sampawa Samseda Chata